nhanh nhạy, phong phú về nội dung. Hiện đại, mới lạ, sáng tạo trong thể hiện. Thế giới 24 giờ, tạp chí thông tin thế giới qua truyền hình. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:50 hàng ngày trên HTV7, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2008. Đợt 1 của kỳ thi đại học năm 2008 sẽ diễn ra vào ngày 4 và 5 tháng 7 năm 2008. Để giúp các thí sinh rút ra kinh nghiệm và chuẩn bị tốt cho đợt thi thứ 2 diễn ra vào ngày 9 và 10 tháng 7, ban giảng viên của chương trình ôn thi đại học trên kênh HTV4 sẽ tiến hành phân tích, nhận định đáp án của đề thi đợt 1 ngay sau khi kỳ thi kết thúc. Mời quý vị và các em đón xem chương trình phân tích, nhận định đề thi đợt 1 năm 2008 của các môn Toán, Lý, Hóa được phát sóng trên kênh HTV4 vào lúc 18:20 và 21:15 các ngày 7 và 8 tháng 7 năm 2008. Để biết thêm chi tiết, xin truy cập website www.htv4.com.vn. Tự hào sở hữu vé tham dự 3 sự kiện. Cơ hội duy nhất chiêm ngưỡng vẻ đẹp và phần thể hiện tài năng của 80 hoa hậu dự thi. Lần đầu tiên chứng kiến hậu trường sân khấu, chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn và phong cách làm việc của các hoa hậu. So Miss Universe 2000... Cơ hội gặp trực tiếp các nhân vật nổi tiếng và chia sẻ cảm xúc đăng quang của tân hoa hậu Hàn Quốc 2008, Diamond Bay, Nha Trang, Việt Nam. Chúng tôi tự hào tài trợ cuộc thi này. Xin chào quý vị, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay thứ 6 ngày 4 tháng 7. Xin mời quý vị theo dõi những tiết mục sau đây. 19 giờ câu chuyện ước mơ, 19 giờ 30 phút qua hướng dương, 19 giờ 50 phút thế giới 24 giờ, 20 giờ chúc mừng sinh nhật, 20 giờ 30 phút chương trình vượt lên chính mình, 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 10 phút câu chuyện các ngôi sao, 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam Một ngày không có em tập 60, 22 giờ 30 phút tin trong nước, 22 giờ 50 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Một thoáng mộng mơ tập 7, 23 giờ 50 phút tin cuối ngày, tin thế giới, tin thể thao. Chương trình rạng sáng ngày 5 tháng 7 gồm có những tiết mục sau đây. 0 giờ 50 phút sân khấu về khuya kịch Tuổi Hoa Buồn, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Tôi Là Ngôi Sao tập 1, 3 giờ 20 phút Thế Giới Đó Đây Những Thế Giới Riêng Biệt, 3 giờ 45 phút Khéo Tay Hay Làm Chè Sen Trứng, 4 giờ Câu Lạc Bộ Thể Thao. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình truyền hình tối nay. Quỳnh Giang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu Chuyện Ước Mơ.